Chào thầy và các bạn đến với bài báo cáo cuối kỳ của nhóm 5. Nhóm em với đề tài phát hiện biển số xe bằng OpenGP trên ngôn ngữ lập trình Python. Thì nhóm em gồm có 3 thành viên, gồm em Võ Hoàng Duy, mã số sinh viên 18151058, Nguyễn Huy Hoàng, mã số sinh viên 18151073 và Nguyễn Hoàng Kha, mã số sinh viên 18151083. Thì đầu tiên em sẽ tiến hành chạy mô phỏng cái bài của em. Đây là cái giao diện. Sau khi nhấn chữ build code sẽ nó sẽ cho mình một cái list, mình sẽ chọn cái ảnh mà mình muốn phát hiện biển số xe rồi ấn mở hệ thống thì chương trình bắt đầu chạy. Thì sau khi chạy xong thì chúng ta sẽ thu được những cái hình. Thì những cái hình tôi ta thu được là ảnh sau khi được nộp hồ sẽ chuyển ảnh gray, ảnh mức xám, sau đó sẽ được tách biên bằng phương pháp lý thuyết sử dụng ma trận Sobel, phương pháp Kenny tách biên bằng Kenny là sử dụng tool trên OpenCV, và cái này là chúng ta sẽ vẽ cái viền chiếu biển số xe lên cái ảnh gốc, và đây là các cái ảnh biển số xe. Thì tiếp theo em sẽ tiến hành giải thích cái code nút nhấn của em. Nút nhấn. Bắt đầu vô code. Thì code nút nhấn của em ở đây gồm có là mình sẽ tạo ra một cái form. Thì form này với kích thước ban đầu em đặt là 1350 và 700. Em sẽ đặt tiêu đề của cái form là Hello World. Em sẽ dán một cái ảnh lên cái form đó, là ảnh em truyền vô là ảnh bìa .jpg chứa tên các thành viên và chủ đề của nhóm, đề tài của nhóm. Tiếp theo em sẽ resize ảnh cho nó vừa với kích thước mà cái form vừa đã tạo là 1350 và 700. Tiếp theo là em dán cái ảnh nó lên cái form, đặt cái vị trí của cái form ảnh là 00. Tiếp theo em sẽ gọi một em sẽ tạo một cái nút nhấn. Thì nút nhấn này có tên là build code. Form của nó kiểu chữ của nó sẽ là Tiny Roman, cỡ chữ là 20. Thì khi có mình có nhấn chữ build code, em sẽ thực hiện chương trình là open file. Tọa độ của cái nút nhấn là em chọn là 00, và cái này là cho thực hiện. Thì ở trong cái chương trình con open file này thì em sẽ tiến hành đi cho đi chọn ảnh. Thì ở đây em sử dụng thư viện là file file dialog, thì cái này thì hỗ trợ là mình mở ảnh. Thì em sẽ chạy lại code cho mọi người xem. Thì sau khi chạy code thì cái lệnh này nó sẽ truy xuất đến cái địa chỉ chứa cái ảnh. Thì để tách cái ảnh này để đi xử lý thì chúng em sử dụng cái việc là xóa ảnh. Thì ký tự này là ký tự số 60, là bắt đầu từ dấu xiệt cho đến cuối là vị trí thứ 69. Thì em sẽ cắt cái tên của cái ảnh, đây là ảnh 2.jpg để em truyền vô để em xử lý trong cái việc phát hiện ảnh của mình, phát hiện biển số xe của mình trong cái ảnh chứa biển số xe. Thì em sẽ truyền cái tên, cái đuôi tên là ảnh 2.jpg này vô để xử lý. Tiếp theo em sẽ tiến hành chạy lại code một lần nữa. Đây. Em sẽ tiến hành tắt hết những cái ảnh trước. Rồi tiến hành build code. Sẽ chọn ảnh. Ở đây em chọn sẽ chọn ảnh số 9. Vì ở đây em sử dụng phương pháp lý thuyết nên khi chạy thì hơi lâu. Rồi. Thì sau khi chạy xong ảnh số 9 thì em sẽ ra được
Rồi, những gì thì những cái gì em trình bày thì để tìm hiểu rõ hơn về cái phương pháp mình phát hiện biển số xe cũng như là cái code như thế nào thì tiếp tục em sẽ đến với phần tiếp theo của bạn Hy Hồn về cái phương pháp phát hiện biển số xe. Xin chào thầy các bạn, em là Nguyễn Lý Hoàng với số mã số sinh viên là 1815-1013. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục với báo cáo đề tài cuối kỳ của nhóm. Thì như chúng ta đã biết thì là nhận diện biển số là không còn xa lạ đối với mỗi con người trong chúng ta. Hàng ngày thì là chúng ta gửi xe ở chung cư hay trung tâm thương mại hoặc là gần gũi nhất với sinh viên chúng mình đó là bãi giữ xe của trường là đều có một anh bảo vệ ngồi ngồi gần một chiếc máy tính để sau đi sau lại trên màn hình. Đôi khi thì chúng ta phải tắt đèn xe mà không hiểu tại sao là phải làm như vậy, thì thực ra đó là có một camera phía sau để chụp lại biển số, lưu lại thông tin. Thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà máy tính có thể nhận dạng được những con số, những cái biển số. Thì có rất là nhiều thuật toán và phương pháp để giải quyết vấn đề như là machine learning hay là hiện đại hơn là CNN và ANN trong deep learning. Nhưng trong đề tài lần này thì nhóm chúng em chỉ sử dụng image project xin là xử lý ảnh dựa theo những kiến thức đại học trên lớp. Thì sau thống nhất của nhóm là với các cái trình tự tiến hành là bước 1 là định nghĩa kích thước và tổng số của bài toán là resize kích thước ảnh. Bước thứ hai là nhóm sẽ sử dụng chụp ảnh về mức sáng bằng Linux theo những kiến thức đại học. Bước thứ ba là tính biên theo phương pháp Sobel. Đây là ma trận Sobel. Sau nhiều lần thử nghiệm thì là nhóm đã chọn ngưỡng là 200. Tiếp đó bước 4 là contour. Thì chúng ta sẽ lập qua một lượt và chọn contour lớn nhất hội tụ các điều kiện để phát hiện ra một biển số xe, đó là ô tô lớn nhất có đủ bốn cạnh và đủ kích thước, có kích thước nằm trong vùng kích thước đã định ở bước 1 và contour đó sẽ là biển số chúng ta cần tìm. Sau khi tìm được contour thì là chúng ta sẽ tách cái contour đó ra khỏi hình và vẽ biển số lên ảnh gốc. Thì chúng ta để giải được cái vấn đề bài toán. Xin chào thầy, em tên là Nguyễn Hoàng Kha, mã số sinh viên là 1815-1083. Tiếp theo tiếp tục phần trình bày của bạn Huy Hoàng, thì bây giờ em sẽ trình bày về phần tiền xử lý ảnh để phục vụ cho việc nhận diện biển số xe. Bước đầu tiên thì em sẽ lót hình ảnh vào bằng thư viện BL và lưu vào biến là hình gốc BL. Khi lót ảnh bằng BL nó sẽ phục vụ cho việc tính toán và xử lý hình ảnh. Đầu tiên là hình ảnh lót vào nó sẽ gồm rất là nhiều kích thước khác nhau, nên để thuận tiện cho việc xử lý thì em sẽ scale nó về là một kích thước cố định. Thì kích thước đó chính là 500 nhân 350. Thì để thực hiện việc này thì em sẽ dùng hàm resize hình gốc BL và lưu giá trị đã chuyển đổi và biến lại image hình góc BL. Thì sau khi đã chuyển đổi xong thì em sẽ lưu giá trị là chiều rộng và chiều cao của bức ảnh này để tiến hành phục vụ cho việc xử lý bên dưới. Thì bước vào giai đoạn tiền xử lý ảnh, thì để nhận tiền xử lý ảnh đó chính là em sẽ nhận diện đường biên của bức ảnh được lắp vào. Thì để nhận diện đường biên thì có rất là nhiều phương pháp như là phương pháp Sobel, phương pháp Radian, phương pháp Robert, pháp Jenny. Nhưng ở trong project này thì em sẽ sử dụng hai phương pháp, đó là phương pháp Sobel dựa trên những kiến thức em đã được học ở môn xử lý ảnh, và phương pháp Jenny thì
thì sử dụng hàm có sẵn. Đối với phương pháp Sobel ảnh bức xám thì công việc đầu tiên là em phải chuyển đổi từ ảnh màu RGB được lót vào sang ảnh bức xám. Thì để chuyển đổi thì sang ảnh bức xám thì sẽ có 3 phương pháp chính, đó là phương pháp Everest, phương pháp Linus và phương pháp Luminate. Thì ở project này em sẽ sử dụng phương pháp Linus. Ở phương pháp Linus thì giá trị gray nó sẽ bằng giá trị lớn nhất của 3 kênh màu Red, Green, Blue cộng giá trị nhỏ nhất trong 3 kênh màu Red, Green, Blue, sau đó chia cho 2. Thì để tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong 3 kênh màu thì em sẽ sử dụng hai hàm là phai mắt và phai min. Thì ở hàm phai mắt thì giá trị em sẽ cho giá trị truyền vào tên là ba biến là A, B, C. Đầu tiên em sẽ gán giá trị mắt bằng A. Giá trị mắt tiếp theo đó là em sẽ so sánh, nếu mà mắt nhỏ hơn B thì mắt chính là bằng B, nếu mà mắt nhỏ hơn C thì mắt chính là bằng C. Sau khi nếu mà hai điều kiện if này sai thì chính là mắt bằng A. Sau khi đã tính toán xong thì em sẽ trả về giá trị kết quả là mắt, return mắt. Ở hàm phai min thì vẫn tương tự, em sẽ đặt ba tên ba cái biến giá trị truyền vào là ABC và cho giá trị ban đầu là min sẽ bằng A, nếu mà min lớn hơn B thì min sẽ bằng B, nếu mà min lớn hơn C thì min sẽ bị ngược bằng C. Sau khi tính toán xong thì trả về giá trị là min, return min. Sau khi đã có được hàm phai mắt và phai min thì em sẽ tiến hành là chuyển đổi ảnh bức xám bằng phương pháp Linus. Thì đầu tiên là em sẽ copy hình ảnh InSmay hình gốc BL và lót ảnh bằng thư viện BL, sau đó lưu vào biến tên là Linus. Em sẽ sử dụng hai dòng for. Dòng for đầu tiên sẽ chạy theo chiều rộng của bức ảnh là từ x đến hết chiều rộng. Vòng for thứ hai sẽ chạy theo chiều cao của bức ảnh là y sẽ tăng từ 0 đến height là đến hết chiều cao của bức ảnh. Thì tại mỗi điểm fxt em sẽ tiến hành là lấy giá trị pixel. Thì giá trị pixel thu được nó sẽ gồm chứa ba kênh màu là red, green và blue. Thì ba giá trị này em sẽ truyền vào hàm phai mắt để tìm ra giá trị lớn nhất, sau đó sẽ lưu vào biến là max gray. Ba giá trị red, green, blue này em sẽ truyền vào hàm phai min để tìm ra giá trị nhỏ nhất trong ba giá trị red, green, blue, và sau đó sẽ lưu vào biến min gray. Sau khi đã có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, em sẽ tiến hành tính cái giá trị kênh màu ảnh bức xám tại giá trị xd bằng cách là lấy giá trị lớn nhất cộng giá trị nhỏ nhất, sau đó chia cho 2. Và cái giá trị trả về này nó sẽ là dạng số thực, nên em phải ép kiểu nó thành dạng số nguyên. Do giá trị của kênh màu gray nó sẽ từ chỉ từ 0 đến 255 và là kiểu dữ liệu là số nguyên. Thì sau khi đã tính toán được giá trị kênh màu gray thì em sẽ gán giá trị này vào điểm FFT cho kênh màu đỏ, red, green, blue và tất cả đều bằng giá trị gray tại vị trí XY của biến Linus. Thì sau khi hai dòng for này quét hết toàn bộ bức ảnh được truyền vào thì em sẽ thì cái biến Linus này nó sẽ tại mọi vị trí xd nó sẽ được có được một giá trị gray của riêng nó. Và sau khi đã chuyển đổi xong thì em sẽ sau khi đã tính toán xong thì em sẽ tiến hành là chuyển đổi bằng hàm numbi.array Linus và kết quả chuyển đổi sẽ lưu vào biến là insmay ảnh gray. Sau khi đã có được ảnh bức xám, bước tiếp theo em sẽ tính toán nhận diện đường biên bằng phương pháp Sobel. Thì giả sử một điểm ảnh FFT thì để biết là pixel này là thuộc background hay là thuộc nền thì em phải tính toán radian. Em phải tính toán radian tại điểm FFT. Thì radian FFT nó sẽ bằng gx với lại gy. Thì gx chính là đạo hàm riêng của f theo x và gi chính là đạo hàm riêng một bậc của f theo y. Thì sau khi đã có được gx và gi thì em sẽ tính biên độ. Biên độ nó sẽ bằng là căn bậc 2 của gx bình cộng gi bình. Thì sau khi tính toán được giá trị biên độ thì em sẽ so sánh với giá trị ngưỡng, từ đó là xác định được là điểm ảnh này thuộc là background hay là thuộc biên. Thì bắt đầu
để tính được GX, GI thì em sẽ sử dụng là ma phải sẽ sử dụng ma trận Sobel. Để tính được GX thì em sẽ sử dụng ma trận Sobel theo phương X. Để tính được GI thì em sẽ sử dụng ma trận Sobel theo phương Y, và giá trị ngưỡng thì em sẽ đặt là 200. Đầu tiên là em sẽ copy ảnh Linux lock bảng thư viện BL và lưu vào biến là S-Sobel. Và sau đó là em sẽ cho hai vòng for x và for y để quét hết toàn bộ bức ảnh trừ các giá trị sát biên ra. Do sử dụng ma trận 3x3 nên các điểm ảnh biên nó sẽ không đủ 9 ô để tính toán, nên em sẽ để dễ dàng cho việc tính toán thì em sẽ loại các giá trị đó ra bằng cách là cho vòng for chỉ quét từ 1 đến chiều rộng trừ đi 1. Vòng for thứ hai là y nó sẽ chỉ quét từ 1 đến chiều cao trừ đi 1. Và đầu tiên là em sẽ cho biến XR và IR bằng 0. Tiếp theo đó là dùng hai vòng for tiếp theo để quét hết 9 điểm trong xung quanh cái điểm FXY, FXY chúng ta đang mình đang xét. Thì em ví dụ là điểm FXY thì chúng ta cần xét điểm FXY tại đây. Thì vòng for ở bên trong nó sẽ vòng for ngoài tại vị trí x trừ 1 sẽ vào thực hiện vòng for bên trong chính là x trừ y. Thực hiện xong sẽ là z sẽ tăng lên đến vị trí là y và tiếp tục tăng lên đến vị trí là y cộng 1. Thì đến vị trí y cộng 2 thì điều kiện sẽ sai nên nó sẽ thoát ra khỏi vòng for này. Và thực hiện vòng for này thì x sẽ tăng lên, y sẽ bằng x, tiếp tục thực hiện là x tại vị trí là y trừ 1, x tại vị trí y tại vị trí y cộng 1 và đến vị trí y cộng 2 thì điều kiện bị sai nên nó sẽ không thực hiện. Nên thứ tự thực hiện nó sẽ là ô thứ 1, ô thứ 4, ô thứ 7, ô thứ 2, ô thứ 5. Thì ô thứ 5 chính là vị trí XD chúng ta đang xét. Tiếp theo là ô thứ 8 và ô thứ 3, ô thứ 6, thứ 9. Thì hai vòng for này giúp chúng ta quét được hết 9 điểm ảnh xung quanh vị trí FXY cần xét. Thì khi tính GXY theo phương pháp Sobel thì chúng ta sẽ lấy vùng ảnh 3 x 3 chính là 9 mà hai vòng for đang quét, nhân tích chập với lại ma trận, nhân tích chập với ma trận Sobel theo phương X để tính được GX nhân tích chập với ma trận Sobel theo phương y để tính được GI. Và sau khi tính được giá trị GXY thì chúng ta sẽ tính giá trị độ lớn bằng căn bậc 2 của GX bình cộng GI bình. Thì độ lớn đó chính là bằng XR nhân XR. XR đó chính là GX và IR chính là GI cộng XR cộng IR nhân IR. Sau đó lấy căn bậc 2. Thì sau khi đã tính được biên độ thì em sẽ tiến hành là so sánh biên độ này với giá trị ngưỡng. Thì giá trị ngưỡng thì em đã đặt trước là bằng 200. Nếu mà biên độ này mà nhỏ hơn 200 thì điểm này chính là thuộc background, em sẽ cho nó bằng 0 để hiển thị màu đen. Và nếu mà giá trị biên độ mà lớn hơn ngưỡng chính là lớn hơn 200 thì điểm này chính là thuộc biên, thì em sẽ cho giá trị này chính là bằng 255 để nó hiển thị là màu trắng, để chúng ta biết là nó đã thuộc biên. Thì sau khi đã có được giá trị biên độ thì em sẽ tính hàng đặt giá trị biên độ này vào điểm ảnh FXY mà chúng ta đang xét đến. Thì mỗi lần thực hiện thì mỗi lần nó sẽ đặt cái giá trị FXY này vào cái biến tên là S-Sobel. Và sau khi đã quét hết 4 dòng for này thì em sẽ được một cái biến S-Sobel chứa được lắp đầy bởi tất cả các điểm biên độ đã được tính toán. Và sau đó là sử dụng numbi array để chuyển đổi cái biến S-Sobel này sang chuyển đổi để có thể hiển thị lên màn hình máy tính và lưu vào biến là ismay S-Sobel. Tiếp theo là em sẽ
ở đây thì em đã kết thúc là nhận diện đường biên bằng phương pháp Sobel dựa trên những kiến thức đã học. Tiếp theo là em sẽ sử dụng là nhận diện đường nhận diện cái đường biên bằng phương pháp Kenny. Thì em sẽ sử dụng hàm Kenny trong OpenCV 2. Thì giá trị ngưỡng em sẽ đặt là 200. Và sau khi xử lý xong thì kết quả em sẽ lưu vào biến là ismay s Kenny. Tiếp theo là em sẽ chuyển đổi cái ismay hình gốc chấm .bl. Do nó được lót bằng .bl nên nó vẫn chưa thể hiển thị lên màn hình máy tính. Thì em sẽ chuyển đổi nó bằng numby.array và lưu vào biến là ismay hình gốc. Và sau đó em sẽ tiến hành lót cả bốn hình ảnh lên màn hình máy tính để xem xét kết quả. Em sẽ lót hình ảnh gốc, đó chính là biến ismay hình gốc, hình ảnh array đó chính là ismay ảnh array. Em sẽ lót hình sử dụng nhận diện đường biên bằng phương pháp Sobel, đó chính là ismay Sobel, s Sobel, và chính nhận diện đường biên bằng phương pháp Kenny, đó chính là ismay s Kenny, và hiển thị lên dòng chữ finish white key để chúng ta có thể nhìn được kết quả, nhìn được kết quả hiển thị lên màn hình. Nếu không có cái dòng này thì kết quả nó sẽ hiển thị và sau đó biến mất, chúng ta sẽ không thể quan sát được. Thì bây giờ em sẽ chạy cái chương trình, cái project này. Thì sau khi project này xử lý xong thì nó sẽ trả về bốn hình ảnh. Đầu tiên là hình ảnh gốc lót vào sẽ được scale lại thành kích thước là chiều dài, chiều rộng là 500 và chiều cao là 350 và hiển thị hình ảnh gốc lên. Sau đó là sẽ chuyển đổi sang ảnh mức xám phương pháp Linus, và sau đó là nhận diện đường biên bằng phương pháp Sobel và bằng phương pháp Kenny. Thì theo quan sát của em thì khi dùng phương pháp Sobel thì nó sẽ nhận diện được các đường biên rõ nét có kích thước lớn mà bỏ qua các đường biên mờ nhạt hơn. Còn khi dùng phương pháp Kenny thì nó sẽ nhận diện được tất cả các đường biên. Thì mục đích của nhóm em đó chính là nhận diện và xử lý biển số xe. Thì theo quan sát của em thì biển số xe mà khi được tách biên, khi được nhận diện đường biên bằng phương pháp Sobel thì cái khung biển số nó sẽ hiển thị rõ hơn là phương pháp Kenny. Nhóm em quyết định là sử dụng hình ảnh được xử lý bằng phương pháp Sobel cho các bước tiếp theo để tiến hành xử lý và cắt biển số xe. Xin chào thầy, thì tiếp theo sẽ là phần trình bày của bạn Duy. Em xin kết thúc phần trình bày tại đây. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Duy. Chào thầy, em tên là Võ Hồng Duy, mã số sinh viên 18151058. Thì tiếp theo em sẽ trình bày phương pháp để mình lấy biển số xe. Thì sau khi bạn Kha trình bày về cách tách biên của ảnh chứa biển số xe, em sẽ tiến hành tính contour nó bằng lệnh OpenCV file contour. Thì ảnh truyền vô của em là ảnh sau khi tách biên và các giá trị. Thì ở đây mình sẽ tìm được các cái đường viền với các cái kích thước và hình dáng khác nhau. Thì em biểu diễn trên cái này, trên hình ảnh là nó tổng thể như vậy, nó gồm các cái hình ảnh với kích thước và các hình dáng khác nhau bao gồm cái biển số xe của mình. Thì tiếp theo mình sẽ tiến hành lấy cái ảnh và xây cái ảnh theo đúng vị trí bằng cái lệnh là multi grab contour với cái ảnh truyền vô là với cái các contour truyền vô. Thì tiếp theo em sẽ đem sắp xếp các cái trình tự contour theo trình tự giảm dần bằng cái lệnh sort. Thì ở lệnh này mình sẽ sắp xếp thứ tự giảm dần để mình tiến hành khảo sát các cái contour từ lớn đến nhỏ để chọn cái hình để chọn cái biển số xe lớn nhất và yêu cầu cái mình sẽ tạo ra một cái biến
ban đầu là chứa ký tự trống. Mình sẽ tiến hành khảo sát cái contour từ nhỏ, từ lớn đến nhỏ. Thì chỗ này mình sẽ tiến hành tính cái đường viền của cái contour mình đang xét. Thì tính cái đường viền này mình sẽ tính theo nét liền. Thì ở đây là cái lệnh lesser này sẽ hỗ trợ mình. Thì true có nghĩa là nét liền. Tiếp theo mình sẽ tính cái sấp xỉ, cái giá trị mà chu vi mà contour, mỗi contour mà mình đang xét bằng cái lệnh proximal này. Thì với cái hằng số nhập vô là 0.05 là trong quá trình khảo sát mình nhân với cái đường viền contour mà mình đã tính ở trên. Thì ở mỗi cái giá trị contour thì mình tiến hành so sánh điều kiện. Nếu như giá trị trả về này nó chứa bốn cạnh, có nghĩa là chứa cái hình biển số xe, thì cái lệnh lên này sẽ hỗ trợ cho mình tính cái đó. Nếu với điều kiện là bốn cạnh và cái diện tích của contour này nằm trong khoảng max size và min size này, thì mình sẽ chọn đó là cái biển số xe. Thì trong ứng dụng thực tế thì mỗi khi mà cái bãi giữ xe của mình thì tại một vị trí camera của mình là cố định, thì mình luôn cho cái ảnh của biển số xe. Thì ở đây nhóm em nó cũng khảo sát và chọn được cái giá trị max và giá trị min của cái diện tích contour. Thì sau khi khép xét hai cái toán tử end của hai cái điều kiện, thì em sẽ cho cái giá trị trống bằng cái giá trị mà contour tại vị trí mình đang xét. Còn nếu như cái giá trị trống của mình sau khi thực hiện mà nó vẫn bằng trống, thì mình tiến hành báo là không tìm được biển số xe. Còn nếu như tìm được thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ contour lên cái ảnh góc của mình. Thì ảnh góc của em ở đây có tên là IMG. Thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái contour đó lên. Thì ở đây tụi em chọn là vẽ lên màu xanh. Thì cái giá trị red là bằng 0, green là bằng 255 và blue là bằng 0. Thì sau khi vẽ thì chúng em sẽ thu được cái hình như sau. Đây, sau khi vẽ thì chúng em sẽ thu được cái hình màu xanh mà nó đã và nó là cái đường viền bao quanh cái biển số xe mà em xét. Và cái tiếp theo thì em sẽ trình bày tiếp. Tiếp theo em sẽ tạo ra một cái map là một cái ảnh chứa pixel ban đầu theo kiểu số nguyên mà chứa các pixel ban đầu là bằng 0, có nghĩa là ảnh của chúng ta chỉ có một màu đen. Thì chúng ta sẽ tạo một cái ảnh new image và chúng ta sẽ vẽ cái contour lên cái ảnh màu đen của chúng ta. Thì contour của chúng ta thì gồm các cái đường viền, nên vẽ chúng ta sẽ vẽ giá trị là 255 là màu trắng lên mặt ảnh chứa các cái pixel không là ảnh màu đen. Thì sau khi vẽ lên thì chúng ta sẽ được cái hình như vậy, là hình này màu đen và cái biển số xe của chúng ta sẽ là một cái contour hình chữ nhật là chứa cái biển số xe trong này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cho cái ảnh này mình sẽ nhân toán tử end với lại cái map, mà sau khi mình map thì cho cái hình đang vừa minh họa, thì cái hình góc của em sẽ nhân toán tử end với lại cái hình map. Thì toán tử end ở đây là end thì một pixel nhân với 0 thì tất cả là ra giá trị 0. Thì sau khi nhân thì em sẽ được là một bức ảnh màu đen và cái ảnh biển số xe của chúng ta sẽ ở giữa và sẽ có các cái ký tự. Thì tiếp theo em sẽ tiến hành cắt cái biển số xe ra. Thì bây giờ em sẽ đi giải thích cách mình tính các cái tọa độ để mình cắt cái bức ảnh có chứa biển số xe. Thì sau khi mình nhân toán tử end với cái bức ảnh thì mình sẽ được một cái hình dáng như vậy. Thì giữa là cái khung đường viền. Thì chúng em tiến hành đi quét lần lượt trục x và trục y của bức ảnh. Thì ban đầu em xét trục x
thì em sẽ cho x chạy từ 0 cho đến chiều rộng. Thì chừng nào x chạy tới vị trí có chứa pixel là 255, có nghĩa là màu trắng, thì em tiến hành break và đặt giá trị là x min. Tương tự em sẽ chạy từ chiều rộng về 0 và tải pixel bằng 255, em sẽ trả giá trị về là x max. Thì tiếp tục theo trục y thì em cũng tương tự, em sẽ đọc y từ 0 cho đến chiều cao. Thì chừng nào tới pixel có giá trị 255 thì em sẽ tiến hành trả giá trị y min về. Tiếp theo thì từ em cho quét từ giá trị chiều dài cho về 0, thì tại pixel thứ 0 pixel bằng 255 thì em sẽ trả giá trị về là y max. Thì từ đó em sẽ xác định được bốn cái vị trí x y min y max, và em sẽ tiến hành cắt cái hình. Thì hình ở đây em cắt là hình được truyền vào là hình gray. Thì hình gray này em chuyển đổi bằng bằng tool OpenCV. Thì em bắt đầu tiến hành cắt. Thì cắt theo chiều dọc và cắt theo chiều ngang. Thì sau đó em sẽ show nó ra màn hình. Thì ở đây em sẽ show nó ra là cái ảnh em tách biên bằng phương pháp lý thuyết. Ở đây là em tách biên theo phương pháp Canny, là sử dụng tool OpenCV. Tiếp theo đây là cái ảnh chứa mức sáng, em chuyển đổi bằng Lenix như bạn Khang đã giới thiệu. Rồi tiếp theo thì cái ảnh mà khi em chọn mà em cho đường viền vẽ màu xanh thì em sẽ xuất ra là choose image, là chọn ảnh. Còn cái biển báo em, cái biển số xe em sẽ xuất ra là Linux Pay, là có nghĩa là cái biển số xe. Thì tiếp theo em sẽ chạy cái chương trình cho thầy và các bạn xem. Ở đây chúng em sử dụng phương pháp lý thuyết nên cái quá trình xử lý ảnh thì nó hơi lâu so với các cái sử dụng tool. Thì đây là ảnh chúng em chuyển về gray, xong đó chúng em chuyển biến đổi để tìm tách biên bằng phương pháp Sobel. Còn đây là em chuyển bằng tool theo OpenCV.Canny. Đây là cái ảnh sau khi tụi em vẽ cái biển số lên thì nó sẽ là một cái đường viền màu xanh bao quanh cái biển số xe. Còn đây, sau khi tụi em chọn được biển số xe thì em tiến hành cắt, và đây là cái giá trị mà cái biển số xe trả về. Thì tiếp theo em sẽ nhập thêm một cái bức ảnh khác. Đây là một ví dụ khác, là em sau khi xử lý xong thì em sẽ đã cắt được những cái bức ảnh này, biển số xe.
Thì ngày hôm nay giống em đã trình bày được cái phương pháp nhận biết biển số xe bằng bằng Open CV trên ngôn ngữ lập trình là Python. Thì trong quá trình trình bày thì tụi em có những sai sót và thiếu sót, thì mong thầy và các bạn có thể góp ý để tụi em có thể cải thiện hơn về cái vấn đề code cũng như là cái giao diện của cái chương trình tụi em. Vì điều của tụi em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý quan sát tụi em chân thành cảm ơn.